Bà Y kết hôn với ông Ca vào cuối năm 2006 và có 3 đứa con chung. Kinh tế gia đình khá giả, con cái để huề, tưởng chừng vợ chồng hạnh phúc viên mãn, nhưng đến năm 2012 thì vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Bà Y cho biết chồng bà có sở thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ mỗi khi cãi vã. Đỉnh điểm vào năm 2020, ông Ca liên tục vung nắm đấm vào mặt và quật ngã bà Y xuống sàn, nhà trước sự chứng kiến của đứa con gái nhỏ. Hậu quả làm mắt bà Y bầm tím, thâm đen, toàn bộ sự việc được camera tại nhà ghi lại. Sau khi được những người xung quanh can ngăn, bà Y đã đến trình báo công an phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, đồng thời nộp đơn xin ly hôn. Công an phường Long Thạnh Mỹ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ca về hành vi cố ý gây thương tích cho bà Y với số tiền 1,5 triệu đồng. Bà Y kể, từ lúc tôi nộp đơn ly hôn, ông Ca giữ hết toàn bộ tài sản, chìa khóa xe, không cho tôi đưa đón con, cô lập tôi hoàn toàn. Sau khi bị phạt tiền, ông Ca vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào cũng chửi bới, động tay động chân với vợ con. Tôi đã phải gửi đơn cầu cứu đến khắp các cơ quan ban ngành. Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức đưa vụ ly hôn của vợ chồng bà Y ra xét xử. Tại tòa, bà Y giữ nguyên yêu cầu ly hôn với ông Ca. Bà Y cho rằng ông Ca thường xuyên hành hung vợ con nhiều lần, về tinh thần và thể xác, tình trạng hôn nhân không thể kéo dài. Bà Y cũng đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng 3 đứa con. Về tài sản, bà Y yêu cầu hai bên tự thỏa thuận. Trong khi đó, ông Ca cho rằng mâu thuẫn giữa hai người là bình thường, chưa đến mức trầm trọng, do đó không đồng ý ly hôn với bà Y. Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức cho rằng mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng, kéo dài, tình nghĩa vợ chồng đã hết, không còn khả năng hàn gắn nên đề nghị hội đồng xét xử cho bà Y được ly hôn. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định mâu thuẫn xuất phát từ hai phía, hiện nay hai vợ chồng trên còn sống chung nhà là khả năng hàn gắn vẫn còn. Từ đó, hội đồng xét xử bác yêu cầu xin ly hôn của bà Y. Không chấp nhận trước quyết định của cấp sơ thẩm, bà Y đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.